Xin chào anh em nha. Hôm nay thì Bonsai Phố sẽ quay và chia sẻ anh em cái góc thưởng trà của Hoa Phố anh em. Đây cũng là cái nơi để đón tiếp anh em khi ghé mình ha anh em. Ghé mình chơi, uống nước trà, cà phê. Nói chung rượu mình cũng uống được đấy anh em. sau ngày làm việc vất vả mệt nhọc thì đây là nơi mình vui nhất anh em. Vui nhất. Thì sẵn đây mình chia sẻ cái góc nhỏ đam mê của mình cho anh em cùng đam mê nghe anh em. Với sẵn đó là trả lời anh em luôn là cái cây sâm hương nó rất là dễ trồng nha anh em, nhưng mà anh em đừng để nó dư nước là nó thối rễ hết á, thối rễ. Cây sâm hương à, tất cả cái cây khác đều giống nhau hết nha, nếu mà anh em dư nước là nó thối rễ. Sâm hương nó dễ sống lắm, cắt nhánh cầm nó cũng lên đó, nhưng mà anh em để dư nước là thối rễ. Cái cây á, cái cây nó chết đó, là anh em biết lý do gì không? Là mình trồng chậu á, là nó chết, là cái thứ nhất là do nước, dư nước nó chết. Mình cưng á, mình tưới tối ngày luôn. Cái thứ hai nữa là nó dư phân. Nó cái hai cái cây mà hai cây hai cái nguyên do mà làm cho cây chết nhiều nhất khi anh em chúng ta trồng chậu anh em là đó đó. Anh em nhớ nha, cây bonsai sâm hương hay là tất cả các loại cây khác cái nào nó cũng vậy. Không thể để dư nước được nghe nè, dư nước là thua luôn á. Dư nước dư phân. Có nhiều người bạn mình á, bạn mình cứ nói đâu có tưới gì đâu, để nó gần cái chậu nước rửa tay cái sẵn tát nó miếng luôn chứ không tưới gì á, sao nó cũng chết. Trời ơi, nhỏ ra nước không, nên là cây nó sợ nhất là nước nè, dư nước nha, dư nước. Thứ hai là phân. Anh em chơi thì anh em cố gắng kiểm soát được hai cái đó, chứ không phải mình cứ tưới phân nó nhiều là nó tốt đâu, hoặc là cho uống nước nhiều là nó tốt đâu, không phải đâu. Cây gì cũng vậy, nó có liều lượng hết anh em. Hôm nay thì Hoa Phố sẽ chia sẻ anh em cái góc thưởng trà của Hoa Phố ha, mà anh em xem và chia vui cùng mình anh em. Nói chung là mình chơi thì mỗi người có một cái đam mê nè, mình cứ thực hiện đam mê mình sau một ngày vất vả làm việc á, rồi cái mình chơi để mình thỏa đam mê mình thôi, rồi chia sẻ đam mê cùng anh em chơi vui, chứ không nhất thiết để mình đầy đủ tiền thì mới chơi anh em. Đầy đủ tiền lúc đó biết còn chơi nổi không, cho nên là thôi mình cứ chơi làm sao mà mình đảm bảo được cái cuộc sống của gia đình, vợ con hạnh phúc, gia đình vui vẻ, tích một phần kinh phí nhỏ để mình thực hiện cái đam mê và ước mơ mình thôi nè. Chứ còn biết nào mình mới đủ tiền mình chơi quy mô quỹ đại vĩ đại như người ta, thì mình có nhiều mình chơi nhiều. Mỗi người một cái độ phê và cái độ sướng khác nhau nè, cho nên không ai giống ai đâu. Mình cứ chơi theo cái đam mê và cái sở thích của mình thôi. Rồi cây đẹp hay cây xấu nó không quan trọng, quan trọng là nó có đúng gu mình hay không thôi. Đúng gu mình là đẹp hết. Chứ cây đẹp nhưng mà anh nhìn đẹp nhưng mà em nhìn không đẹp thì cũng là không đẹp. Đẹp là phải đúng gu mình nó mới đẹp. Cái bộ này là Tam Quốc này. Tam Quốc nghĩa anh em cái nghĩa rừng đào á. Lưu Bị, Quang Vũ, Trương Phi á. Cây sâm trái này nè. Nhỏ xíu luôn á anh em, cái này mình là siêu ni với chuyên gì siêu ni và mini anh em. Mình thích nhất là Quang Vũ. Nhìn mặt ổng thần thái anh em ha. Tương Phi tánh nóng quá. Chơi kiển thì tánh nóng không được nghe nè. Lưu Bị thì cũng không biết nói làm sao. Nhu mì quá. Cây này cây sâm trái này nè. Cây đam mê thì mỗi người có một cái thú vui riêng anh em, người chơi chim chơi cá rồi chơi các loại khác, mình thì mình thích cây với cá. Đạt ma cây sâm nấu trái này nè, cây này nó dễ thương lắm nha, nó già nó lên u nằng sừng sùi ghê lắm nè, dễ đẹp. Này cũng sâm núi nè, nhỏ xíu mini à, tới điên
ông ngồi thảnh thơi với anh em ha. Nón cũng gách, áo cũng gách, quần cũng gách, giày cũng gách. Chú Thị, mà chú Thị anh. Cái bên là tượng quét bụi từ bẩn anh em. Nói chung hôm nay mình chỉ chia sẻ cái đam mê của mình cho anh em xem vui anh em ha. Ai cũng có thú vui riêng ha anh em ha. Ở đằng sau là hàng Nga đó. Cây này là cây linh sam này, này. Nó dài dữ lắm này. Nói chung là mình rất thích cái dòng sâm hương anh em. Anh em chơi sâm hương anh em nhớ nha, đừng để nó dư nước nha. Dư nước là nó lại bỏ rễ nó chết đó anh em. Nó rất là dễ trồng, dễ chăm, nhưng mà dễ thì dễ nhưng mà anh em cũng phải kiểm soát nước đó. Bị cây trong chậu là nó sợ nhất nước anh em. Rồi mình kiểm soát nước không được là mình thua luôn anh em ha. Nó thối rễ anh em, nó nhắn tin mình hoài à. Mình có nói rồi, anh em nói là anh em ít tưới lắm, ngày nào cũng tưới. Tưới sao mà nhổ cây lên nước nó nhảy tỏn tỏn, chịu nhiễu tỏn tỏn đó thì quá trời nó dư nước anh em. Nó đâu có, nó thối rễ thôi chứ đâu có sống nổi. Nó phải bỏ rễ thôi. Cây là anh em nhớ nha, chơi cây anh em nhớ kiểm soát nước với phân đó. Cây nó chỉ chết là dư nước dư phân nó chết. Tại vì mình cưng nó quá anh em. Có nhiều anh em có một hai cây á, nó tối ngày khi đè tưới phân với tưới nước không, đâu có chịu nổi anh em. Nó phải có định liều lượng định kỳ đàng hoàng chứ nó chứ tưới hoài nó đâu có sống nổi. Giống như mình ăn vậy anh em, mình ăn hoài ăn nhất bội thật chết. Cây nó cũng vậy thôi. Cây này lá lớn nè, lá lớn nè. Mình có thích cây này. Này nuôi xong hết rồi nhưng mà còn chưa xạ kẽm. Đấy. Mình đam mê thì mình cứ chơi theo cái kiểu mình thôi nè, chứ không có phải theo ai. Người ta có khá giả thì ta chơi theo kiểu người ta, mình không có khá giả thì mình chơi theo kiểu mình. Chứ mình đâu có theo người ta nói nè. Mình chơi cái thỏ đam mê này cái thứ nhất đi. Rồi sau một ngày lao động làm việc vất vả mình nhọc anh em, cái mình về mình thưởng thức những chén trà hay là cái đam mê mình nhổ cỏ nó cũng vui anh em, nhổ cỏ cho cái kiển nó cũng vui anh em. Đam mê mà. Rồi cái chia sẻ đam mê của mình cho anh em thì anh em chia sẻ lại mình, cứ thế mà anh em vui thôi anh em ha. Cái này cái hoàng dương anh em dễ thương ha, cái đế nó bệt lại luôn. À, gốc cuốn trà mình á, mình cũng là nơi để tiếp anh em, tiếp đón anh em. Rượu bia gì mình cũng uống được anh em, nhưng mà uống trà thì mình uống trà, cà phê thì uống cà phê. Gốc đó để cho anh em mình tới chơi, rồi ban đêm anh em, ban đêm là cái này khu sao nhà mình nè, để mình đây là mình nhìn ra cái vườn mình luôn được anh em. Đấy cái giường mình á, anh em thấy không? Đó. Từ trong nhà nè. Đấy. Đó. Đây là mình ngồi, đây là mình ngắm luôn cả cái giường mình luôn nha anh em. Cái bộ bàn ghế nãy mình quay anh em xem đó. Đó. Đó, đam mê của mình vậy thôi. Cuộc sống mà, chỉ đam mê và chia sẻ đam mê của anh em mình. Anh em nào về Bến Tre hay là anh em là có dịp đi nghe Bến Tre á thì cứ ghé mình ha anh em, điện mình cà phê cà pháo gì đó, rồi tâm sự lao đổi rồi về những chuyện đời chuyện đạo, đặc biệt là kiểu con sai anh em, con sai anh em mình tâm sự chia sẻ thú vui của anh em mình thôi, đam mê rồi chia sẻ những gì anh em biết cho mình cũng chia sẻ những gì mình biết đến anh em. Nên là cùng nhau vui, cùng nhau chơi để anh em gắn kết nè. Chơi cái môn này nó tĩnh tâm lắm. Mình từ hồi chơi cái môn này là mình bớt tánh mình bớt nóng lại nè. Lúc trước mình chơi chim đó, chơi chim với cá nữa nè. Anh em xem lại ha. Đó. Thì mình chơi sao mình cảm thấy mình vui được rồi. Chứ
người ta có chứa tiền để chơi gây mất tiền. Mình không có tiền thì mình chơi theo kiểu mình. Nói chung là cái phê và cái sướng của mỗi người khác nhau nè, cho nên không ai giống ai đâu, không nhất thiết phải phải theo người ta đâu. Mình cứ chơi đúng cái sở thích và cái đam mê của mình, sao cho nó gia đình nó hòa thuận, mình chơi mà vợ nó cũng vui anh em, vậy được rồi. Chứ mình ham quá, cái mình làm bao nhiêu tiền cái mình dọng vô đây hết thì cũng vợ con nó buồn cũng khổ nè. Cho nên là cứ cân nhắc ha, mình vậy qua phố là cứ cân nhắc chơi rồi liệu cơm mà gấp mắm, ông về xưa mình hay nói đó. À, hôm nay thì hổng gài thì cũng tính lên clip chia sẻ anh em cách ghép áp cây anh em, mà cũng chưa có thời gian để làm được nữa. Nhiều anh em cũng kêu lên kêu chia sẻ cho anh em. Rồi, nhiều anh em thì kêu anh ép chậu cây linh sam á, mình thấy linh sam nó cũng dễ anh em, cho nên là mình cũng chưa làm. Rồi mà anh em đâm bui cùng đam mê á, cùng sở thích, cùng ngắm cùng chơi chia sẻ đam mê mình ha. Mà anh em cũng mong anh em nào đam mê chơi cũng có một góc thưởng trà, dù lớn dù nhỏ, dù rộng dù hẹp, dù sang hay là không sang cũng không quan trọng, mà quan trọng mình thích nó hay không anh em. Mình thích nó là được, cho mình rất thích cái góc này nè, góc này cũng là nơi để mình tiếp tà anh em nè. Bữa tối á, là mình ngồi trong này mình ngắm luôn được cả cái vườn của mình luôn anh em, để nó quay lại cái vườn cho anh em xem nè. Đó. Thấy không? Mình ngồi ở chỗ cái sofa này nè, cái bộ salon này là mình thấy được cả cái vườn mình luôn nè. Cho nên mình hay ngồi đây mình ngắm, mình uống trà mình. Rồi anh em tới cũng là nơi để cho anh em thưởng trà và đam mê cùng chia sẻ nè, trao đổi. Nói chung là mấy anh bạn ở gần gần á, biết mình có nhà là mấy anh chạy lại à, chạy lại anh em ngồi uống trà tâm sự chơi, trao đổi lẫn nhau. Chứ cái bộ môn này chơi mình không được anh em, chứ có không ai giỏi hơn ai, phải học suốt chứ chứ mình cũng không có tự tin là mình giỏi nhất rồi, hoặc là ai giỏi hơn cũng không phải. À, người này biết giỏi môn này, người khác lại giỏi môn khác. Thì có người là hay chuyên về cây đổ, rồi cây bài, rồi cây xiên hay gì đó, các kiểu đó. Kiểu gì đó. Đó. Rồi, mời anh em xem lại cái góc thưởng trà của mình ha. Chúc anh em đam mê, ai cũng có được một cái góc trà riêng cho mình, một góc nhỏ đam mê cho mình để xả stress ha, để giảm cái mệt nhọc sau một ngày vất vả bôn ba ngoài kiếm kiếm tìm cuộc sống bên ngoài anh em. Về nhà có chỗ để nghỉ ngơi thoải mái và sống hết mình với đam mê của mình. Vậy anh em. Rồi một lần nữa cảm ơn anh em đã thời gian qua đã ủng hộ con xe phố và cũng đồng hành cùng kênh. Chúc anh em có càng ngày càng phát triển và càng ngày càng có nhiều cái đẹp để phục vụ cái thỏ đam mê của mình anh em ha. Rồi tạm biệt anh em.